chào mừng các bạn đến với kênh Sadek TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một địa điểm mới khá thú vị ở làng Hoa Sadek nữa. Đó là khu tham quan ẩm thực Cúc Mâm Xôi. Tại đây thì vừa xuất hiện một cái đóa hoa cúc mâm xôi khổng lồ và một chiếc xe bia cũng khá là độc đáo. Hôm nay thì mời các bạn cùng đến đây tham quan các cái điểm độc đáo này nhé. Đây là đường vào các bạn. Đây, hai bên được trưng rất là nhiều hoa cúc mâm xôi. Đây các bạn, tên là khu tham quan ẩm thực Cúc Mâm Xôi. Cái điểm tham quan này thì nó nằm ở trên cái đường hoa Sa Nhiên Khai Giao luôn nhé các bạn. Từ đầu đường hoa vào đây thì khoảng vài trăm mét thôi, bên mé bên phải. Thưa các bạn, đây là bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ đó. Bó hoa này thì đang được trưng bày tại cái khu tham quan ẩm thực Cúc Mâm Xôi, nằm trên đường hoa Sa Nhiên Khai Giao thuộc phường Tân Quy Đông của thành phố Sa Đéc. Thì bó hoa này thì được làm từ khoảng 1.200 cây trúc và 300 ký sắt. Chiều dài của bó hoa là 10 m, đường kính bó hoa là 12,1 m, chiều cao vòm là 5,6 m. Bó hoa này thì được kết lại từ 260 chậu cúc mâm xôi. Phía đuôi của cái bó hoa này thì cũng được thiết kế thành một cái tiểu cảnh mùa xuân rất là bắt mắt các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra cái phía sau của cái bó hoa này, xem cây nó được thiết kế như thế nào nha các bạn. Đây là một cái tiểu cảnh mùa xuân. Du khách đến đây thì chúng ta có thể đi vào ở trong lòng cái bó hoa này để chụp ảnh đó các bạn. Những ngày qua thì cũng có khá đông khách tham quan đến đây chiêm ngưỡng cái bó hoa khổng lồ này các bạn. Đây chúng ta cùng xem cái hình ảnh của bó hoa này nhé. Đây là cúc mâm xôi đây các bạn, 260 chậu kết lại. Những cái chậu cúc mâm xôi này thì cũng đang trong cái giai đoạn nở hoa rất là đẹp. Khách tham quan đang chụp ảnh đây các bạn. Đây là hình ảnh toàn cái bó hoa rất đẹp các bạn, chụp từ xa thì chúng ta có thể lấy được toàn cảnh cái bó hoa này. Thưa các bạn, thì ngoài cái bó hoa cúc mâm xôi này thì ở cái khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi còn chuẩn bị cho ra mắt một cái chiếc xe mang tên là Bay Bia. Chiếc xe này thì cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở làng Hoa Sa Đéc các bạn. Chiếc xe này thì có chiều dài 4,3 m, rộng 1,7 m và chiều cao là 2,1 m. Xe được thiết kế cho 8 người ngồi đạp, một nhân viên ngồi lái và hai khách ngồi phía sau. Trên xe thì có thiết kế để khách vừa đạp xe vừa ăn uống và ngắm hoa khi di chuyển. Chiếc xe này thì không có gắn động cơ các bạn, hoạt động chủ yếu là nhờ vào lực đạp của 8 người ngồi trên xe với cái vận tốc là 5 đến 10 km/h. Do đó thì khi mà chúng ta tham gia cái trò chơi này thì đòi hỏi cái tính tập thể cao và rất là phù hợp với cái giới trẻ thích vận động ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem
một số bạn trẻ đang trải nghiệm đạp với chiếc xe này. Thì chiếc xe này thì cũng đang trong quá trình xin phép, nếu mà được phép thì sẽ di chuyển ở ngoài cái tuyến đường hoa, còn nếu không được phép di chuyển ở ngoài thì sẽ di chuyển nội bộ ở phía bên trong của cái điểm tham quan này các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe một bạn hướng dẫn viên ở cái điểm tham quan này thuyết minh sơ bộ về cái chiếc xe này các bạn. Bây giờ tôi giới thiệu với các bạn, mọi người, đây là xe đạp mà đây người ta đặt tên là bike beer, có nghĩa là vừa đạp xe vừa uống bia. Đây, có nghĩa là sao? Bây giờ chúng ta thấy ra đây là hiện tại là có hai cái băng. Các bạn, đây đỡ chứa đồ ăn thức uống bia trên đây. Còn đây á là 8 vị trí ngồi đạp. Giờ đây là vị trí đầu là để đánh vô lăng để điều chỉnh hướng. Giờ đằng sau chúng ta đây có cái băng ngồi, có thể là ngồi hai người hoặc là ba người nhỏ để mà cổ vũ tinh thần cho những người trước, người ta đạp cho nó hăng say lên người đạp. Thì cái xe này khi mà mình di chuyển ra ngoài đường là cái là mình vừa đạp mình vừa tham quan, mình vừa ngắm cảnh và mình vừa để mình ăn uống trong đây, mình vui đùa ở đây. Nhưng mà tốc độ xe này chạy thì rất là chậm, nói chung là độ an toàn cũng rất là cao. Tối đa là được khoảng bao nhiêu km vậy? Thì theo như mà cái tính toán ban đầu thì chạy được có khoảng 5-10 km/h thôi. Nó không thể nhanh được tại vì nó cũng hơi nặng nè. Hơi nặng là cái nặng thôi, nhưng mà sẽ đạp thì rất là nhẹ. Tức là lên thì mấy người trên đây định đạp luôn. Cả đồng loạt là 8 người sẽ đạp. Nếu không một trong 8 người đó không đạp, nó có chạy được không? Vẫn chạy được, nhưng mà mấy người sau sẽ quýnh người này liền. Dạ, rất là mệt. À, như vậy thì cái xe này nó có động cơ không? Cái này là động cơ là mình không, xe này không có động cơ. Cái này chỉ là mình dùng chỉ đạp thôi. Đạp bình truyền lực là xe bánh xe mới đi thôi. Không có động cơ hết. Chỉ có là có vòi vòi này, có cái bình để mà bắt cái nhà với lại là đèn. Cái này là cũng có cái kèn, nhưng mà kèn càng tay nha. Đây là cái kèn của nó. Vậy cái này xe này nó có sạc điện gì không? Có xe này thì đâu có sử dụng cái này vận hành mình gì đâu mà mình phải sạc. Có nghĩa là chỉ có một cái bình ở đây để chủ yếu là hệ thống điện đèn thôi. Đèn thôi. Tất cả là bằng cơ hết, mình phải đạp nó mới chạy. Kêu bằng bay bia mà lỡ như mấy ông đây lên xỉn hay đâu không đạp nổi, một ông không đạp rồi sao? Bây giờ thì kêu tám bà vợ lên đạp thế chở mày không vậy? Như vậy thì lên là cùng đạp hết. Này là phải có tính đồng đội phải không? Đúng rồi, đồng đội rất là cao. Ví dụ như mà xe này muốn bình thường là chỉ 5-10 km thôi. Nhưng mà muốn nhanh hơn nữa thì kêu 8 bà vợ lại. Nói sao dưới mấy ông đạp mới lẹ. Nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía sau của cái khu cúp vòng xoay này nhé các bạn. Đây là cái khu trò chơi đạp xe trên không. Ở đây là cái khu tiểu cảnh ha. Tiểu cảnh ở đây nó có tiểu cảnh gì ha em? Dạ, thưa anh, là ở đây thì ngoài là 201 cái bộ khúc mâm xôi. Ở đây trong quá trình mà đổ bông ra. Chúng ta còn có cái là tiểu cảnh là cối xì gió. Đây. Rồi ở trên đó anh thấy không? Đó là cái cổng là cái là nấc thang lên thiên đường, nhưng mà đặc biệt hơn những chỗ khác là nó sẽ có cổng đá vàng. Rồi làm bằng đá mình đó anh. Cổng đá vàng ha. Dạ đúng rồi. Các thang thiên đường sẽ gặp cổng đá vàng. Cổng trời đất. Còn anh thấy đó là cái ngôi nhà bay. Nhà bay bay quá, cái nó bị chóc lá luôn rồi. Nó bị chóc lá anh. Nhà trên cây. Dạ. Dạ. Còn đây là cái gì? Cây trong trống. Đây là hệ thống trong trống. Nhưng mà gió lên nó quay. Nó cũng đẹp lắm. Thì hiện tại cái giá vé vào cổng của cái điểm tham quan khu ẩm thực Cúng Mâm Xôi này là 50.000 đồng một người các bạn. Cái vé này thì bao gồm cả tham quan và chơi các cái trò chơi vận động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại một số cái hình ảnh đẹp ở cái điểm tham quan này nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hay và hấp dẫn thì nhớ cho mình một like nhé, và chia sẻ cũng như đăng ký kênh để xem những cái video mới nhất về những cái cảnh đẹp ở làng hoa Sa Đéc các bạn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.